Kênh Liên Nguyễn Hoài Kiển mến chào quý bà con và các bạn đang xem kênh nha. Hôm nay tiếp đến nhà vườn chị Hương đoạn giao lưu phôi Hoa Chí Mỹ nha bà con. Những cây phôi rất là đẹp, dáng lắc lượng nha. Mời bà con và các bạn mình cùng xem và giao lưu với nhà vườn ạ. Em chào chị Hương. Dạ em xin chào anh Liêm, em xin chào cô chú anh chị đang xem lúc ngày hôm nay của nhà vườn Hương đoạn em. Em cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ nhà vườn em suốt thời gian qua. Đầu tiên thì em giao lưu với cô chú anh chị cây mã số 1 là một rễ quái nha cô chú anh chị. Một rễ quái to. Mã số 1 cây này có hoành cổ là 33, sổ đáy là 65. Một rễ rất là to luôn nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy trên màn hình là biết rồi ha. Cây này rễ nó phì nè. Cây mã số 1 em giao lưu là 850. 850 cho mã số 1 bao ship luôn nha cô chú. Tiếp theo là mã số 2 nha cô chú anh chị. Mã số 2 là một cây đế đặc luôn. Một cây quái mà đế đặc quẹo luôn nè. Mã số 2 có hoành cổ là 36, sổ đáy là 45 nha cô chú anh chị. Cây này rất là đẹp ha. Mã số 2 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 430 bao ship ạ. Mã số 2 là 430.000 nha cô chú anh chị. Tiếp theo lên cây mã số 3 ạ. Mã số 3 một cây rất là quái luôn, một rễ quái nữa cô chú anh chị. Mã số 3 có hoành cổ là 27, sổ đáy là 65 nha cô chú anh chị. Một rễ quái dáng đứng luôn. Cái mã số 3 thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 460.000, 460.000 cho mã số 3. 460. Tiếp theo là mã số 4 ạ. Mã số 4 thì cái này có hoành cổ là 29, sổ đáy là 55. Mã số 4 là một cây tông quái nha, gửi quán quéo tùm lum dân. Mã số 4 cây này thì em giao lưu là 300 ạ. Mã số 4 là 300 bao ship ạ. Tiếp theo lên cái mã số 5. Mã số 5 cây phôi bự nha cô chú anh chị. Mã số 5 có hoành cổ là 31, sổ đáy là 60 ạ. Một cây to bự luôn, mã số 5. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 430.000 bao ship. Tiếp theo là mã số 6 ạ. Mã số 6 ạ. Cây này cũng to lắm nè. Mã số 6 cây này có hoành cổ là 29, sổ đáy là 65 ạ. Cái này 330.000 nha cô chú anh chị. Mã số 6 là 330.000. Tiếp theo lên cái mã số 7. Mã số 7 là một cây một rễ quái luôn nha cô chú anh chị, rất là quái luôn ha. Mã số 7 thì cái này có hoành cổ là 27, sổ đấy là 70 nha cô chú anh chị. Một cây rất là đẹp ha. Cái mã số 7 thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 480 ạ. 480 bao ship cho mã số 7 nha. Tiếp theo là mã số 8 ạ. Mã số 8 thì cây này có hoành cổ là 30 ạ. Sổ đế của cây này là 50. Cái mã số 8 em giao lưu với cô chú anh chị, con này là 250 ạ. Mã số 8 là 250 bao ship ạ. Tiếp theo lên cái mã số 9 nha cô chú anh chị. Mã số 9 là một cây quái đế đặc luôn. Mã số 9 thì con này nó có hoành cổ là 30, sổ đế là 45. Một con một rễ quái đặc cho cô chú anh chị. Con này 370.000 ạ. 370 bao ship ạ. Tiếp theo là mã số 10. Mã số 10 nha cô chú. Cây này thì có hoành cổ là 35, sổ đế là 56. Cây mã số 10 một con quái nha. Con này là 250 ạ. Mã số 10 là 250 bao ship. Tiếp theo là mã số 11. Mã số 11 là cây một rễ nè. Mã số 11 cây này có hoành cổ là 26, sổ đế là 55. Cây một rễ quái, cây này thì 180 nha cô chú anh chị. Mã số 11 một rễ 180 bao ship. Tiếp theo lên cái mã số 12 nha cô chú anh chị. Mã số 12 cây này to nha. Mã số 12 thì cây này nó có hoành cổ là 37, sổ đấy là 60 ha. Một con rất là to luôn. Con này em giao lưu với cô chú anh chị mình 700 nha. 700 bao ship ạ. Tiếp theo lên cây này là cây mã số 13 nha cô chú anh chị. Mã số 13 cũng cây một rễ quái luôn. Mã số 13 thì cây này có hoành cổ là 27, sổ đấy là 46. Một rễ quái luôn nha cô chú anh chị. Mã số 13. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 450 ạ. 450 nha cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 14. Mã số 14 ha, cây này nó có hoành cổ là 28, sổ đấy là 50. Con này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 100 thôi ha. 100 bao ship luôn. K
cây mã số 14 này cô chú mình có 28 ạ. Con chăm bao ship nha. Tiếp theo là mã số 15 nha. Mã số 15 này cô chú anh chị, cây này có hoành cổ là 31, sổ đấy là 60 ha. Cây này cũng quá dễ thương lắm mà. Cây mã số 15, cây này là 207 nha cô chú anh chị. 207 bao ship ạ. Tiếp theo lên cây này, cây mã số 16 à. Mã số 16 à cô chú anh chị. Cây này thì nó có hoành cổ là 39. Sổ đế của cây này là 57 ha. Cây mã số 16. Giao lưu với cô chú anh chị mình cây này 700 ha. Cây mã số 16 hoành cổ 39, 700 ạ. Tiếp theo lên cây này, cây mã số là 17 nha cô chú anh chị. Mã số 17 thì cây này nó có hoành cổ là 30, sổ đế là 58. Cây một rễ nha cô chú anh chị. Cây này em giao lưu là 230.000 ạ, 230 bao ship ạ. Tiếp theo lên cây này, cây mã số 18. Mã số 18 thì cây này nó có hoành cổ là 26, sổ đế là 60 ạ. Cây này có cái tàn lùa về dễ thương nè. Cây mã số 18 giao lưu là 240.000 nha cô chú anh chị. 240.000. Tiếp theo lên cây mã số 19 ạ. Mã số 19 thì cây này nó có hoành cổ là 33, sổ đấy là 53 ạ. Cây này cũng đẹp nha cô chú anh chị. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị cây mã số 19 là 550 nha. 550. Tiếp theo là mã số 20. Mã số 20 thì cây này nó có hoành cổ là 31, sổ đế là 55. Cây mã số 20, cái tông này dễ thương ha cô chú anh chị. Con này thì 330.000 ạ. Mã số 20 là 330 bao ship nha. Tiếp theo là mã số 21. Mã số 21 thì cây này nó có hoành cổ là 24, sổ đế là 48 ha cô chú anh chị. Một con nhán trực nè, con này tập ghép được nè. Con này có 140.000 à. Mã số 21 là 140.000 bao ship nha cô chú anh chị. Tiếp theo lên mã số 22. Mã số 22 thì cái này nó có hoành cổ là 38, sổ đế là 68. Con to bự lực luôn. Con này em vô lưu với cô chú anh chị mình là 500 ạ. 500 bao ship nha cô chú anh chị, mã số 22. Tiếp theo là mã số 23 nha cô chú anh chị. Mã số 23 là cây một rễ nè. Mã số 23 thì cây này có hoành cổ là 26, sổ đế là 55 ha. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 260.000 bao ship ạ. Mã số 23 là 260 bao ship nha cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 24. Mã số 24 thì cây này nó có hoành cổ là 24 ạ, sổ đế là 45. Cây này cây dáng trực tập ghép, cây này khỏe dữ lắm rồi, đang đâm tược non luôn rồi. Cây mã số 24 là 180 bao ship nha cô chú anh chị, 180. Tiếp theo là mã số 25. Mã số 25 thì cây này nó có hoành cổ là 30, sổ đế là 58. Cây mã số 25, cây to bự lực luôn ha. Cây này em giao lưu là 320.000 nha cô chú anh chị, 320 bao ship ạ. Tiếp theo em lên cây nhỏ ha. Cây một rễ mã số 26. Mã số 26 thì cây này nó có hoành cổ là 21, sổ đế là 50. Cây một rễ này cũng rất mình dễ thương quá nè. Cây này em giao lưu là 150. 150 cho cây mã số 26 nha cô chú. Tiếp theo em lên mã số 27. Cây mã số 27 ạ. Mã số 27 thì cây này nó có hoành cổ tới 45, hoành cổ 45, sổ đế là 60 nha cô chú anh chị. Cây này nè, cây này rất là bự đẹp ha. Mà cây này bị tái cành chỗ đây à, nên em tha keo vô nghe cô chú anh chị. Tái cành trong quá trình vận chuyển, tha keo vô nên bán rẻ thôi ha. Mã số 27 em giao luôn là 400, bự chà bá luôn 400 ha. 400 bao ship cho hoành cổ 45 luôn nè cô chú anh chị. Tiếp theo em lên cây này là cây mã số 28. Mã số 28 thì cây này có hoành cổ là 27, sổ đế là 57.
Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 250 ạ. Mã số 28 là 250 bao ship ạ. Tiếp theo là mã số 29. Mã số 29 thì cây này nó có hoành cổ là 32. Sổ đế của cây này là 63. Mã số 29, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 380.000 ạ. 380.000. Tiếp theo thì em lên cây này, cây dáng chật ha cô chú anh chị. Cây mã số 30. Mã số 30 cây này có hoành cổ là 27, sổ đế là 60 luôn ạ. Một cây dáng chật tông quái. Cây này thì 360.000. 360.000. Mã số 30 360 ạ. Tiếp theo em lên mã số là 31. Mã số 31 thì cây này nó có hoành cổ là 18, sổ đế là 55. Cây mọc rễ dễ thương luôn. Cây này thì em giao lưu là 180 của chú anh chị, rất là duyên dáng luôn ha. 180. Tiếp theo em lên mã số là 32. Mã số 32 thì cây này nó có hoành cổ là 25. Hoành cổ 25, sổ đế 60. Cây mã số 32, cây này mọc rễ cũng to, bự lực cũng nè. Cây này là 320.000 luôn nha cô chú anh chị. Mọc rễ to lực 320 bao ship cho mã số 32. Tiếp theo em lên mã số là 33. Mã số 33. Cây này thì có hoành cổ là 31, sổ đế là 55 nha cô chú anh chị. Một cây rất là to lực đẹp ha. Cây mã số 33, cây này thì 360.000 cô chú anh chị. 360 bao ship cho mã số 33. Tiếp theo em lên mã số 34. Mã số 34 thì cây mọc rễ này giống hình chữ C nè. Mã số 34 có hoành cổ là 26, sổ đế là 46. Cây này thì 160.000 ha cô chú anh chị. Mã số 34, một cây mọc rễ có 160 bao ship à. Tiếp theo lên cây mã số 35. Mã số 35 thì cây này cục đầu nha cô chú anh chị, mà cái củ nó rất là to luôn ha. Mã số 35 thì cây này em giao lưu là 230.000, cây cục đầu. Nhưng mà cái mình của nó sạch đẹp không tì vết nha cô chú anh chị. Cây này 230.000 bao ship, cũng là mã số clip. Em xin cảm ơn cô chú anh chị theo dõi và em xin chào ạ.